Đây đây đây, cho anh ra đây. Ai bảo nhưng mà hôm nay đi xuống đây thì nó đi xuống gặp hai em là nó phải hết sức là vui vẻ, tiền phải đem nhiều. Nhưng mà sao anh nhiều tiền mà anh vẫn đi cơn xe đạp điện đấy? Xe ô tô anh 6-7 thì cái, nhưng mà mấy đứa trẻ con nhà anh nó đi dốc cho chúng nó đi chứ anh không thể đi được. Bởi vì là anh đi nó ấy thôi, nó thư thả thôi, mình đi xe đạp điện thì nó thong thả hơn. Anh mới mua cái chung cư 4 tầng ở khu Ổ Lợn vừa mới ấy xong nên mà bây giờ chưa biết là hai đứa chưa biết cho đứa nào. Thật á? Cho em cho. Cho em. Không cho em. Thế thì anh đang không biết cho đứa nào, không bây giờ nó sợ cho nó không công bằng mấy hai đứa. Thôi mình ngồi đây. Cho em. Ngồi đây đi, ngồi đây. Bây giờ phải làm thế nào cho nó phải thật sự là công bằng mấy hai đứa chứ không bây giờ không biết có cái trò chơi gì để cho phân chia công bằng cho hai đứa. Trò gì cũng được hết. Ờ đấy, nhưng mà anh còn chưa nghĩ ra là trò chơi gì bây giờ. Ê, mẹ nghĩ chẳng cần chơi đâu, chắc chắn là cho em. Cho em. Đấy, đứa nào cũng như mỹ nữ ở 9 tầng địa phủ thế này thì thật. Sao giọng lại càng ngày càng dài rồi thế này. Đây là biểu hiện của sự không có tiền đấy. Thì anh biết rồi nhưng mà ấy. Gì vậy? À, anh nghĩ ra rồi. Ồ, sao lại có cái. Anh nghĩ ra trò chơi rồi. À, tự nhiên lại có đồ chơi ở đây thế này, và cái này vứt ở đây. Bây giờ như thế này nhá. Bây giờ hai đứa nhá. Mỗi đứa vào một tải. Làm gì mà trời. Và anh đứng ở kia, đứa nào mà nhảy đến cho anh trước. Khu biệt thự 4 tầng ở khu Ổ Lợn đấy sẽ là của đứa đấy. Thế thì là công bằng nhất, không có cô thiên vị em nào cả. Thì cái biệt thự em thấy chui vào đây. Thế cái trò bằng chơi nó cứ cho em vào được rồi. Nhưng cho mà em. Đấy. Nó khổ thế đây, để anh giữ cho em vào trước. Đi cả dép vào luôn. Dép? Không đi dép được. Được hết, phải vào dép. Rồi. Ấy da, đẳng cấp cho đội chó. Bây giờ em ngồi xuống, không được đứng dậy đâu. Cứ nhìn kiểu đi. Đây, để như thế này là công bằng nhất. Chơi nó phải đúng. Im để anh buộc con đúng như một con chó đốm ở trong cái chuồng, cái lồng đây này. Sai là bảo em là chó. Không, anh buộc kiểu này chứ. Xinh quá, vào tải lại càng xinh hơn thế này thì. Em nghĩ chẳng cần chơi đâu. Như thế nó mới công bằng. Anh không muốn thiên vị ai cả. Thì điểm bé bé mà vào tải sao vừa in một lồi thế nhở. Anh không có tiền cả người, anh mua theo đĩa đấy. Anh mua theo đĩa. Nhưng mà thực sự là bây giờ là anh cũng sắp sang Mỹ rồi. Đâm anh muốn là mỗi đứa có một cái biệt thự, đâm ra như bây giờ anh có mỗi một căn biệt thự thôi. Đâm ra là anh phải chia. Đấy, trời ơi. Sao chơi? Lê la vào đây đi. Sao nhìn như con gà? Con gà bị về cho thải mà trời. Được, cứ bình tĩnh. Ôi giời ơi. Móng chân là. Dài thì lại có máu chảy nhọn. Hay là đeo khẩu trang ở đỡ Covid. Đấy. Sao đít em to thế, ngồi nó co do nó sập hắn cả một cái. Đấy. Anh còn lỏng lỏng thôi. Không được, chơi thế nó kia nhìn là ping, không công bằng. Ping ping kia ngồi như kiểu một con chó đốm ấy kia, hai đứa phải giống nhau chứ. Chơi nó mới công bằng. Nhưng mà hình như nó không được thoải mái lắm. Tất nhiên trò chơi này nó phải đẳng cấp rồi. Không phải thoải mái cái gì, nó phải vất vả thì nó mới ấy được. Thôi được, vì cái biệt thự. Yên tâm. Đấy, còn cái này được rồi. Bây giờ là anh sẽ
đứng ở đây. Đấy, hai đứa mà nhảy đến đây, đứa nào nhảy đến trước anh sẽ chuyển giao căn biệt thự đấy. Anh đếm đến 3 là nhảy nhá. Chuẩn bị chưa? Rồi. Hơi đây hơi gần đây. Anh đếm nhá. Này, chơi với bắt đầu. Anh đếm nhá. 3. Cố lên. Cố lên. Ây da. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Đứa nào đi sau đi cho. Em đã thua rồi. Anh để cho em đi tiếp, em không nhảy nữa. Anh thua rồi, em thua rồi. Ôi trời ơi, hai đứa làm gì mà có mỗi cái biệt thự mà hai đứa nhảy mặt đỏ như kiểu là chó cắn thế này. Có biệt thự rồi các bạn. Thôi được rồi, Ping Ping đừng có buồn. Đoạn anh sẽ mua cho em một cái biệt thự khác. Hai cái đầu rồi. Hai đứa nhảy đẳng cấp đấy. Rồi rồi, con cá voi ở dép rồi. Rồi con cá voi được rồi. Thôi đi ra đi đã nào. Xong thì có gì để anh chuyển giao công nghệ rồi anh. Mày sao mày nhảy lại tao? Chị chơi bẩn chị biết em. Không chơi bẩn mà lại có được biệt thự. Đau hết ruột. Đâu để xem cái móng chân nó rơi trong này à? Không phải, con cái là cái móng chân. Đâu ngồi con cá voi. Con cá voi á? Đây, nhảy xong tim đập thình thịch. Có ai nhở định vị ở đây mà không nhìn thấy lão đâu nhở? Lại đi giật dẹo đâu rồi không biết. Đúng ở chỗ này đây mà. Em thua, em không có gì. Thua thì còn nói có cái gì? Ai đang thắng người ta chẳng đòi hỏi gì à? Được rồi, anh khắc về anh rút tiền anh mua cho em một cái nó ấy sau. Còn cái này thì Lê La thắng rồi thì anh phải chuyển giao cho Lê La thôi thì anh sẽ mua cho em. Sợ. Ôi trời ơi, như con vợ anh. Đâu nhìn như thế sao ấy? Ôi, đây, 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 cho anh ra đây. Ai bảo? Dây, dây đâu, Lê lại. Lúc nãy cột ông à, là ông cột cho. Cố gắng nha, nó mà phát hiện ra anh là không có cái biệt thự nào đâu ấy. Cột cho chặt vào. Cột chặt đi lúc nãy cột đấy. Chặt vào. Du. Anh, đây à? Ôi, được rồi, ok. Ôi, được rồi. Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Quay nhà hai con kia, con mông khoảng, con đi bói mà. Sao ở đây mà định vị của ông cũng ở đây nhỉ? Chào hai em. Ba không đá. Nhìn quen quen. Cũng hóa ra là người quen nhỉ. Dạo này mâm ngũ quả vẫn đầy đặn cho em. Em đầy đặn chưa? Cảm ơn chị. Em còn em xem đường con cá có con chưa? Em cũng chuẩn bị có rồi. Chị hỏi tí, có thấy chồng chị đi qua đây không em? Chồng chị thì còn chả biết, em hỏi em làm sao mới biết được. Đúng rồi đấy. Chồng thì chỉ có chị biết thôi. Là hẹn hò nhau ở đâu đây đấy? Thích thì hẹn hò thôi. Rõ ràng định vị ở đây mà sao không thấy đâu. Chồng chị nhìn ngon lành ra nhỉ? Cái ngon bình thường. Đâu chị lại ngon rồi. Này, đây, ngồi vào đây thì chị ngồi. Ngồi cho ăn. Không, ghế thừa, chị không muốn ngồi. Chị đang đi tìm chồng chị nhưng chưa biết lão ở chỗ nào đây. Chồng chị cũng chẳng biết, chị ai biết. Hẹn nhau, hẹn hò nhau ở đây đấy.
bây giờ không được hẹn hò à? Không được đi chơi à? Này, chị nói cho hai em biết nhá, tránh xa chồng chị ra nhá, nghe chưa? Chồng chị chả ai thèm cả. Trời ơi, trần rằng dưới chẳng có cái gì để mà theo cả. Ôi đứa bỏ dãi ra đây. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Chào thế nào. Chị mời hai em ăn gì chưa? Chị mời hai em đi ăn nhá. Thôi chẳng dám ăn được chị về ngon là thái khỏi chết. Chị à, em đây. À không, cái khu nhà cấp 4 ổ chuột đấy là hôm nay em bảo chồng em xuống để giả hợp đồng mà không thuê nữa chị ạ. Nhà nó dột lắm, không ở được. Vâng, 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 vâng. Chị hủy hợp đồng với em ấy nhá. Vâng. Nhà cấp 4 mới có biết cái gì mà dột tanh dột lành ấy, không ở được. Đi buôn bán cái gì. Nó dột tận giường ngủ. Vâng, 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 ok chị. Thế chị nhá. Vâng ạ. Thế chị mời hai em đi ăn mà không đi thì chị về nhá. Vâng, chả giữ gìn sức khỏe nhá. Máy già nó về chưa ấy nhở? Ơ thì như đi đi rồi lại đi. Nào, anh ra đây, chết mất rồi. Ra đây. Nhà biệt thự à? Bốn tầng à? Ờ, khu ở chuột. Ra đây. Ông chết. Ông sao nhỉ? Ông bị sao đấy? Tôi sẽ chào đi về biệt thự nhà ở chuột. Đi. Này, biệt thự này. Đá phát chúng nó tức. Đấy, cái chữ đấy của cô ấy, trong công tắc. Cô ấy, cô thắng tôi ấy. Cô bằng được, cô thắng tôi, cô đi mà lấy. Thế nào? Để nó ra của chuột. Của chuột. Ván này cho nằm đấy luôn. Của chuột. Bao nhiêu lần rồi. Nhìn con máy dạo, bực cả mình.